Hello, xin chào anh em. Thì Facebook có một cái cập nhật mới khá là hay anh em, đó là cái tính năng mà một nick có thể tạo ra được 5 cái profile ấy. Profile chính thức là profile nick Facebook nhé, chứ không phải là dạng kiểu page profile hay là page đâu. Nó là dạng nick và nó sẽ hỗ trợ cho các bạn được cái vấn đề là các bạn muốn bán hàng trên profile. Thì cái này thì mình mới kiểm tra và test qua thì thấy nó khá là hay, khi chúng ta muốn làm bán hàng trên profile mà kiểu tự kinh doanh mà không muốn ảnh hưởng đến nick chính của bản thân mình hay của gia đình. Tương click mà hay dùng với gia đình á thì chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến, chúng ta có thể sử dụng nó một cách rất là hay và nó có thể chạy quảng cáo được như bình thường đó. Thì anh em có thể xem qua để trải nghiệm. Thì thứ nhất là gì, đây là một cái nick mà con clone của mình chẳng hạn đó, các bạn có thể sử dụng là gì đây, như mình đã tạo thêm một cái clone này, hoàn toàn mà nick cá nhân này đấy, các bạn sẽ đặt xem trang cá nhân này. Ở đây sẽ có tạo cho anh cá nhân mới này. Thì ở đây bạn nhìn thấy là mỗi 72 giờ nó sẽ cho các bạn tạo một cái nick cá nhân khác nhau. Đó, ở dòng dưới này. Đó, ở đây tôi sẽ tất cả page của tôi thì tại các bạn nhìn thấy này. Đó thì nó tạo trang cá nhân 72 giờ sẽ tạo một cái trang cá nhân. Các bạn sẽ được maximum 5 cái và tôi đã tạo thử một cái thôi. Thì ở đây tôi sẽ dùng nick chính của tôi để tôi cho bạn xem cái quy trình tạo của nó. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là các bạn vào trang xem trang cá nhân và các bạn sẽ tạo, bạn sẽ tạo ở đây này. Đó, thì ở đây nó sẽ hiển thị ra cho bạn như thế này. Thì nó một cái nó so sánh luôn cho bạn xem là gì, trang cá nhân là các bạn có thể tạo thêm một trang cá nhân, chọn những người bạn mà bạn có thể kết nối đó. Hai là trang công khai nhận định chuyên nghiệp và so sánh hơn nhiều cái hơn vân vân đó, so sánh cụ thể cho các bạn đó. Thì công cụ chuyên nghiệp và quyền truy cập chung thì không có, nó chỉ có cái kết nối bạn bè thôi, trên trang công khai thì không không thể kết nối bạn bè được. Thì đấy, nó sẽ tạo cho các bạn một trang cá nhân mới hoàn toàn, các bạn sẽ ấn vào đấy các bạn tạo và nó sẽ thể hiện ra đây tất cả những cái gì có và bạn chỉ chuyển đổi đăng nhập như là page thôi, nhưng mặc định nó vẫn là nick cá nhân đó. Ở đây thì tôi sẽ tạo dùng cái nick clone này cho bạn xem đó. Thì đây nó sẽ tạo ra con nong này rồi đó, thì nó sẽ như một cái profile bình thường, các bạn sẽ thấy nó như một cái profile bình thường đó, và khác cái nó có sub ở đây đấy, nó có sub tên ở đây, các bạn là kết bạn bình thường và tên bình thường. Nhưng mà có cái đặc biệt của nó là gì, nó sẽ không cho bạn tương tác được khi mà cái nick chính thì bạn đã tương tác rồi đó, còn nếu ạ nick chính thì bạn đã tương tác rồi, và nếu nick chính của các bạn đã bật chế độ chuyên nghiệp rồi thì cái nick này sẽ không thể bật được chế độ chuyên nghiệp nữa. Thế nên là cái này các bạn nên để ý là bạn tắt bên kia đi và bật bên này, hoặc là bật bên kia tắt bên này đi, thì các bạn có thể sử dụng nó để các bạn làm truyền thông media nội dung mà kiểu dạng profile cá nhân ấy, bạn quen làm một cách cá nhân ấy, thì bạn sử dụng nó. Thì theo thuật toán đề xuất của nó hiện tại giờ đang khá là nhanh và hot, với nó thông tin cũng rất là dài hơn, thì cái này mình thấy là đang khá là ổn. Và tên thì nó có thể để một từ được đó, tên nó để một tên được mà chả cần phải tút hay tát gì hết, tên các bạn để một từ thoải mái vô tư đó. Đó thì các bạn có thể sử dụng cái này, các bạn làm một cái link profile mới hơn để chúng ta có thể connect vào những cái người riêng biệt của các bạn, hoặc các bạn có thể dùng cái này thành một cái link bí mật đó để bạn để tương tác với nó, để sử dụng nó để quảng cáo. Và quảng cáo trang cá nhân thì nó khá là đơn giản hơn so với cái việc là các bạn phải phải làm quảng cáo Facebook, trang Facebook. Và quảng cáo profile cá nhân này thì nó chỉ được một cái, thứ nhất là gì, bạn bắt buộc phải set trên máy tính và con nick đấy phải sống, không set được trên PE nhé, nó bắt buộc bạn phải set bằng Box và tài khoản quảng cáo nó phải sống đó. Đấy, đấy nó sẽ như thế này. Và các bạn có nói là có set được Meta hay không thì thật sự là nó có đầy đủ hết tất cả cái tính năng nhé. Đấy, nó đầy đủ hết tất cả tính năng đó. Tăng được xem video, khách hàng tiềm năng, cuộc gọi, tăng WhatsApp, website, các bạn chạy càng nhiều nó sẽ mở rộng thêm cho các bạn càng nhiều nữa đó. Đấy, nhiều nhiều thêm cái tính năng nữa ở đây. Thường con này là mà mình chưa chạy nên nó đang để WhatsApp vì bản thân mình đang chạy trong UM. Đây, khi các bạn chạy ở đây thì bạn sẽ set như bình thường thôi, như bóc phát trên fanpage thôi, đặc thù là nó chỉ set được ở trên này thôi, nó không set được trên điện thoại nha, và không set được trên trình PE đó. Thì cái quy trình set cam thì chắc cái này các bạn đã hiểu rồi, các bạn chỉ việc là đây như thế này, nó đang yêu cầu là gắn link đúng không, chúng ta sẽ là chạy gì một khách hàng tiềm năng đi, hoặc là xem video, hoặc tăng đấy, khách hàng tiềm năng đó thì nó sẽ là khách hàng tiềm năng và nó yêu cầu mẫu liên hệ này đó. Các bạn có thể thay đổi thêm các dạng quảng cáo, là xem video chẳng hạn, như này tôi đang để là xem video thì tôi có thể thêm nút vào cái gì đấy tùy ở đây, và tôi không muốn dùng nút tôi cũng bỏ nút đi cũng được, không vấn đề gì cả đó, dùng cái bàn giờ bạn muốn thì bạn thể sử dụng, không có nút đó bạn thì bỏ nút luôn. Thì cái này nó sẽ làm cho các bạn chạy hình thức kênh trang cá nhân khá là tốt và quảng cáo trang cá nhân profit của bạn một cách hiệu quả hơn.
để cho các bạn có thể phát triển được bản thân cho cái click profile của các bạn khi các bạn làm quen làm chạy quảng cáo cá nhân đó. Thì cái này nó là một cái mà khá là mới và cập nhật thì khá là lâu rồi đó, nhưng mà không phải lúc nào cũng được, nhưng đến ngày hôm qua em kia thì là tất cả các nick đều đã được bật tính năng này rồi. Thì chúc mừng anh em là có sử dụng cái này một cách hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại anh em, chúc anh em một buổi tối tốt lành. Nhớ đăng ký và subscribe kênh Doanh Nhân Việt Media Education nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.